Kính thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 53 phút sáng ngày thứ Tư, 29 Tây tháng 4 năm 2020. Tôi là Thầy Thích Thông Lai, gửi lời chào thân thương đến tất cả đồng bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, ở hải ngoại và đồng bào Việt Nam ở trong nước. Ngày đau thương của dân tộc cách đây 45 năm về trước, ngày 30 tháng 4 năm 1975, rất nhiều quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do cho dân tộc Việt Nam. Việt Nam Cộng Hòa đã bất tử. Tôi muốn nhắc nhở cho quý vị biết, chúng ta đã than khóc, đã tưởng niệm tất cả những anh hùng vĩ quốc dông thân, đồng bào tử nạn trên đường vượt biên vượt biển. 44 năm qua, chúng ta đã làm rồi, làm nhiều nhưng chưa đủ. Sáng hôm nay, ngày cuối cùng, 29 tháng 4 năm 1975, ngày cuối cùng lá cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa còn tung bay ở trên Dinh Độc Lập. Ngày cuối cùng lá cờ vàng vẫn còn được quốc tế công nhận. Ngày hôm nay tôi muốn đưa cái đề tài của ngày 30 tháng 4 năm 1975 để tôi nói về công ơn của tất cả những người Việt Nam Cộng Hòa, những người lính đã di tản từ ngày cuối cùng 30 tháng 4 năm 1975, những tù nhân chính trị, những người thuyền nhân vượt biển đã qua đến Hoa Kỳ và khắp nơi nhận người tị nạn trên thế giới. Nếu không có sự tranh đấu để bảo vệ lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa thì giờ này tôi nghĩ không có một tiểu bang nào cho phép người Việt quốc gia chúng ta treo lá cờ vàng ba sọc đỏ ở tại nhà của chúng ta, chứ đừng nói là treo ở trên các thành phố mà đã có sắc luật dinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên cái lời thông điệp của tôi gửi đến đồng bào ở hải ngoại và đồng bào ở trong nước, tôi thành kính kêu gọi tất cả mọi người Việt Nam tị nạn cộng sản, những người Việt Nam đã đi sang Hoa Kỳ dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, chúng ta phải tri ân, biết ơn những người đã chiến đấu liên tục từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại Hoa Kỳ này, tại Âu Châu, tại Úc Châu, để cho lá cờ vàng ngày nay vẫn tiếp được tung bay. Tôi muốn nhắc lại những đồng bào đã đi trên những chuyến HQ của Việt Nam Cộng Hòa. Khi đến tới đảo Cibit Bay của Philippines, chúng ta nhớ cái lễ hạ cờ nó cảm động như thế nào. Và chính đồng minh Hoa Kỳ, theo luật pháp quốc tế, Việt Nam Cộng Hòa đã không còn ở trên bản đồ thế giới. Khi mà cánh cửa Dinh Độc Lập bị chiếc T-54 ủi sập và lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đã được kéo xuống ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và vì cái luật pháp quốc tế, cho nên mặc dù chiến hạm Hoa Kỳ đã cho các HQ của Việt Nam Cộng Hòa vào đảo Cibit Bay tị nạn, nhưng mà phải hạ cờ Việt Nam Cộng Hòa, và các người lính hải quân ở trên những chiến hạm Việt Nam Cộng Hòa phải lấy sơn và xóa ngay lá cờ vàng ba sọc đỏ. Và tôi cũng muốn nhắc nhở những chiến hữu không quân, khi quý vị cất cánh từ phi trường Tân Sơn Nhất, phi trường Bình Thủy, phi trường Sóc Trăng, quý vị bay sang tới Otapao của Thái Lan, thì mặc dù quý vị đáp trong căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở tại phi trường Utapao, nhưng mà việc đầu tiên khi một chiếc máy bay A-37, một chiếc F-5, một chiếc C-130 vừa hạ cánh xuống phi trường Thái Lan ở căn cứ Utapao là quý vị phải được lấy sơn, xóa ngay lá cờ vàng ba sọc đỏ.
Như vậy tại sao chúng ta không tri ân tất cả những người Việt ở quốc gia khắp nơi, nhất là tại Hoa Kỳ, Úc Châu, Âu Châu đã ngày đêm chiến đấu để cho lá cờ vàng được công nhận bởi chính phủ Hoa Kỳ, bởi cấp thành phố, bởi cấp tiểu bang và cấp liên bang. Ngày giờ này đất nước Tây Tạng họ còn một vị lãnh đạo tinh thần là Đức Lạt Lai Lạt Ma. Họ có một chính quyền lưu vong ở bên Ấn Độ, nhưng mà mỗi lần Đức Lạt Lai Lạt Ma sang Hoa Kỳ, ngài được tiếp đón trải thảm đỏ, nhưng mà lá cờ của Tây Tạng không được công nhận tại bất cứ thành phố nào trên lãnh thổ Hoa Kỳ, trong khi lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa được tung bay, được công nhận, được vinh danh bởi 50 tiểu bang và các thành phố có sự vận động của những người Việt quốc gia tị nạn cộng sản. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi 4 triệu đồng bào ở hải ngoại, chúng ta nên tri ân, tưởng nhớ, công ơn những người quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã tranh đấu suốt chiều dài lịch sử kể từ khi họ đặt chân đến Hoa Kỳ ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến giờ này. Nếu không có những sự tranh đấu để bảo vệ lá cờ vàng ba sọc đỏ thì giờ này tôi thử hỏi quý vị, lá cờ vàng ba sọc đỏ có còn được tung bay ở trên khắp nơi trên thế giới, nhất là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Âu Châu và Úc Châu hay không? Cho nên tôi kêu gọi tất cả người Việt quốc gia, chúng ta phải biết rằng bất cứ người Việt Nam nào mà họ tị nạn cộng sản, bất cứ hội đoàn nào chống cộng, bất cứ những tù nhân lương tâm nào họ sang đến Hoa Kỳ mà họ không chịu chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, họ không chịu đứng sau lá cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa thì họ là ai? Quý vị biết rồi đó, không cần phải rắc rối, không cần phải coi như tìm hiểu sâu xa. Cái tiêu chuẩn rất là căn bản, tất cả những người Việt Nam nào mà họ nói họ sang Hoa Kỳ vì cái diện tị nạn cộng sản, vì cái diện thiền nhân vượt biên, vì cái diện tù nhân chính trị, mặc dù họ là đẳng cấp tá cấp tướng của Việt Nam Cộng Hòa mà họ không chịu chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, họ không tri ân những người đang tranh đấu để lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa 45 năm qua vẫn tiếp tục tung bay ngạo nghễ trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, trên tất cả các cái thành phố đã có những nghị quyết vinh danh cờ vàng. Cho nên năm nay con là Tỳ Kheo Thích Thông Lai xin gửi một thông điệp cho tất cả đồng bào Việt Nam ở trong nước và đồng bào ở hải ngoại, chúng ta nên dành năm nay để mà tri ân những người quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, những chiến sĩ SO, những hội đoàn đã liên tục đấu tranh để mà bảo vệ lá cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa được tung bay ở khắp nơi, ở trên Hoa Kỳ, ở trên Âu Châu và Úc Châu. Cho nên nếu không có những người Việt Nam yêu nước này thì giờ này lá cờ vàng cũng sẽ được kéo xuống như là những ngày đau thương 30 tháng 4 tại đảo Subic Bay, tại căn cứ không quân Utapao. Đó là tôi nhắc lại để cho quý vị nhớ. Chúng ta nhớ kỹ, trong thập niên 80, kể từ khi cái mặt trận Hoàng Cơ Minh thất bại trong cuộc đem quân về để mà là coi như đánh bộ Cộng sản Việt Nam, và cuộc chiến của đài Hoàng Cơ Minh đã thất bại, thì từ đó ở hải ngoại có rất nhiều tổ chức người Việt quốc gia yêu nước. Họ không có quân đội nhưng mà họ ngày đêm họ biểu tình, họ gửi nghị thư, họ gửi yêu cầu, họ vận động dân biểu nghị sĩ, họ vận động nghị viên, thị trưởng thành phố, quốc hội Hoa Kỳ để công nhận lá cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa là lá cờ của người Việt tị nạn. Cho nên giờ này người Tây Tạng họ không được lá cờ họ vinh danh ở tại các thành phố của Hoa Kỳ là vì họ không có những người coi như Tây Tạng hoạt động miệt mài như là người Việt tị nạn chúng ta. Cho nên một lần nữa tôi kêu gọi tất cả các hội đoàn đang đấu tranh chống cộng, các diễn đàn đang chống cộng, tất cả những người Việt quốc gia yêu nước, chúng ta hãy dành năm nay ngày 30 tháng 4 năm 1920
năm 2020, 45 năm, chúng ta phải dành một năm để vinh danh những người Việt quốc gia, quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa đã ngày đêm chiến đấu, vận động để cho lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa được tung bay trên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, tung bay tại Úc Châu, tung bay tại các quốc gia tự do của Âu Châu. Nếu chúng ta không có lá cờ vàng, thì người Việt quốc gia chúng ta lấy biểu tượng gì để chiến đấu? Lá cờ này là lá cờ đã được hàng triệu người Việt Nam chúng ta nằm xuống. Lá cờ này nó đã tung bay khắp đất nước Việt Nam từ trước năm 1975, khi mà quốc trưởng Bảo Đại đọc diễn văn tại Hà Nội, và khi Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa về để mà thành lập Đệ Nhất Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam, và nó tiếp tục tung bay trên cổ thành Quảng Trị, trên cái đặc khu của sư đoàn 5 ở tiểu khu Bình Long, nó tung bay ở trong khắp nơi. Và giờ này nếu không còn lá cờ vàng ba sọc đỏ thì lấy cái gì để mà chúng ta đứng sau lưng cái lá cờ nào để ta chiến đấu? Như vậy, để nhận diện kẻ thù, chúng ta thấy rõ bất cứ tổ chức nào, bất cứ chính phủ nào, bất cứ người Việt quốc gia nào mà họ không chịu chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, họ là không chịu đứng dưới lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, bất kể những người đó là cấp bậc gì, đã từng phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, mà không chịu đứng dưới lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa, không chịu bảo vệ lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, và họ đánh phá lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, thì những người đó chỉ là bọn cộng sản, bọn tình báo và bọn Việt gian. Chúng ta rất là dễ dàng, những người nào mà nói tôi tị nạn cộng sản, tôi qua đây từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi đã từng phục vụ, tôi đã từng mang cấp bậc quân hàm tướng tá, nhưng mà tôi không chiến đấu với lá cờ Việt Nam Cộng Hòa vì lá cờ này đã không còn nữa, thì người đó là ai? Quý vị biết rồi đó, khỏi cần để mà tìm hiểu suy nghĩ. Và những tù nhân lương tâm khi mà được đón đến Hoa Kỳ mà chúng ta tròn lá cờ vàng lên người của họ mà họ từ chối, họ không chấp nhận lá cờ này, là chúng ta biết họ là ai, họ qua đây vì hoạt động gì, họ là tình báo, họ là công an, hay là họ người coi như tù nhân chân chính. Cho nên năm nay ai thì tôi không biết, riêng cái hệ thống chùa Tầm Nguyên, làng A Di Đà tại Hoa Kỳ, tôi là người founder, là tỳ kheo Thích Thông Lai, xin thành kính tri ân công ơn của các người đã vận động để cho lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa được tung bay ở khắp nơi trên thế giới. Nếu không có sự làm của quý vị kể từ khi 30 tháng 4 đến bây giờ, thì chúng ta không còn một lá cờ để biểu tượng của người quốc gia chúng ta còn ở đây. Giờ này ở Việt Nam, Trung Quốc đã gửi công hàm của tên Thủ tướng bán nước Phạm Văn Đồng để mà đưa ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chính quyền Trung Quốc đưa bản chính chứ không phải bản sao, có chữ ký của Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký năm 1958 đã bán nước. Và ngay lập tức Cộng sản Việt Nam không còn cách gì để mà hủy bỏ cái công hàm bán nước này. Cách duy nhất là nó cho báo Thanh Niên của Đảng Cộng sản và các đài truyền thông của Đảng Cộng sản là ca tụng Việt Nam Cộng Hòa và ca tụng cái sự pháp lý, và nói rằng trước năm 75 có hai chính thể, một nước Việt Nam mà có hai chính thể, từ vĩ tuyến 17 trở ra ngoài Bắc là của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa theo chế độ Cộng sản do Nga và Tàu Cộng coi như support, và từ vĩ tuyến 17 trở vô đến mũi Cà Mau là chế độ tự do của Việt Nam Cộng Hòa do dân và do dân bầu, được Hoa Kỳ và các nước đồng minh tự do ủng hộ. Họ phải công nhận Việt Nam Cộng Hòa, vì họ công nhận như vậy thì quần đảo Hoàng Sa Trường Sa mới không bị cái công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng đã mà. Cho nên người Cộng sản mà muốn bảo vệ Tổ quốc, họ còn phải công nhận chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Mà bây giờ cái lực lượng 4 triệu người quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa, thiền nhân vượt biển, bộ nhân vượt biên, chúng ta đã đứng sau lưng lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, cho nên chúng ta mới được sự hậu thuẫn của 50 tiểu bang Hoa Kỳ, được chính quyền Hoa Kỳ. Chúng ta nhớ lại 150.000 người Việt đầu tiên ở trên những chiến tàu của Hoa Kỳ, trên đáp vào trong căn cứ hải quân Hoa Kỳ
ở tại CBB của Phi Lực Tân. Nhưng mà việc đầu tiên là phải hạ cờ Việt Nam Cộng Hòa và xóa đi Lấy Sơn, xóa đi những lá cờ Việt Nam Cộng Hòa được vẽ trên các mũi tàu. Quý vị, những người nhân chứng sống còn nhớ đó, và những anh em không quân của Việt Nam Cộng Hòa, khi một chiếc máy bay của Việt Nam Cộng Hòa đáp xuống phi trường Utapao là phải xóa ngay lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, vì Việt Nam Cộng Hòa đã không còn trên thế giới kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cho nên tất cả các hội đoàn nào, tất cả người Việt tị nạn nào mà nói tôi sang đây, tôi tị nạn Cộng sản, nhưng tôi không chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, tôi không cầm cờ Việt Nam Cộng Hòa, tôi không đứng sau lưng lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, thì người đó là ai? Quý vị biết rồi đó. Cho nên chúng ta không cần nhức đầu để tìm hiểu họ là ai. Họ là bạn, họ là thù, họ là tình báo Cộng sản, tình báo Hoa Nam, họ là Việt Giang, hay là họ là những người Việt quốc gia chân chính. Chỉ cần đứng dưới lá cờ. Cho nên năm nay, ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến năm ngày 30 tháng 4 năm 2020, 45 năm dài, chúng ta đã dành thời gian tưởng nhớ sự hy sinh của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong tháng 4. Cho nên thầy yêu cầu tất cả những người Việt quốc gia, chúng ta hãy đứng dưới lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta có khác đường lối chính trị, chúng ta có đường khác đường lối đấu tranh, chúng ta khác đường lối chiến đấu, chúng ta khác quan điểm để mà đấu. Nhưng mà chúng ta có một cái mẫu số chung là chúng ta phải đứng dưới lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng ta mới thật sự là người Việt quốc gia đang chiến đấu để bảo vệ tổ quốc. Cho nên nếu không có sự hy sinh 45 năm qua của những người Việt quốc gia, trong đó có các tù nhân chính trị, các chiến sĩ HO, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các thuyền nhân, các bộ nhân, tất cả những người này đã ngày đêm chiêm trục, vận động, áp lực với Quốc hội Hoa Kỳ, với các dân biểu nghị sĩ Hoa Kỳ để cho họ công nhận lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Tại sao chúng ta không dành một chút thời gian của ngày 30 tháng 4 năm 2020 để tri ân họ? Không có họ thì giờ này người Việt quốc gia chúng ta lấy cái biểu tượng gì để chúng ta đoàn kết? Chúng ta lấy cái biểu tượng gì để chúng ta biết chúng ta là người Việt Nam Cộng Hòa hay là chúng ta là người Việt Giang Cộng Sản? Việt Giang Cộng Sản là đứng dưới lá cờ máu của đội Cộng Sản. Còn Việt Nam Cộng Hòa vì quốc gia dân tộc là đứng dưới lá cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên một lần nữa, chúng ta bất cứ hội đoàn, bất cứ diễn đàn nào mà chúng ta không đứng dưới lá cờ Việt Nam Cộng Hòa là chúng ta là ai? Đồng bào hãy nhận diện họ. Cho nên một lần nữa, năm nay 45 năm kể từ khi mất nước, tất cả các tổ chức, tất cả các người Việt quốc gia hải ngoại, chúng ta hãy đoàn kết đứng dưới lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa để chúng ta tạo sức mạnh. Và đứng dưới lá cờ vàng chưa đủ, chúng ta phải sử dụng Hiến pháp Hoa Kỳ, lá phiếu Hoa Kỳ để chúng ta ủng hộ, đứng sau lưng Tổng thống Hoa Kỳ. Chúng ta lợi dụng sức mạnh của Hoa Kỳ, lợi dụng cái đường lối chính trị của Hoa Kỳ trong cái thời gian này đang tiêu diệt Tàu Cộng. Và Tàu Cộng sụp, Việt Cộng sẽ sụp. Tại sao tôi dám nói như vậy? Cách đây mấy ngày tôi có một cái bài live stream, tôi nói về vấn đề này. Cuba có thể sống còn kể từ năm 1960 đến bây giờ vì Cuba không lệ thuộc vào Tàu Cộng 95%. Trong khi đó, Cộng sản Việt Nam nó lệ thuộc hoàn toàn về quân sự, hoàn toàn về chính trị. Tất cả những cái hãng xưởng của Việt Nam, từ nhà máy, từ hóa chất, từ vật liệu đều nhập cảng từ Tàu Cộng. Nếu mà Tàu Cộng cắt nhu yếu phẩm, Tàu Cộng cắt tất cả những cái vật liệu để mà tạo ra xe hơi, để mà tạo ra giải dốc, để mà tạo ra sản phẩm, thì Việt Cộng chết ngay. Vì Việt Nam lệ thuộc Tàu Cộng 95% về vấn đề quân sự, về vấn đề kinh tế, về vấn đề thương mại. Cho nên Tàu Cộng sụp,
Việt Cộng sẽ sụp vì Việt Cộng không thể sống còn. 95% tất cả những nhà máy của Việt Cộng đều do vốn của Tàu Cộng, đều do nguyên liệu, vật liệu được nhập từ Tàu Cộng, và tất cả những kỹ thuật này đều do Tàu Cộng. Ngay cả những cái hóa chất để mà bỏ vào sản xuất nông sản, để mà bỏ cho giữ cho những hải sản xuất khẩu không hư, không bị meo móc, cũng là nhập cảng từ Tàu Cộng. Cho nên một lần nữa, năm nay 45 năm kỷ niệm ngày 30 tháng 4 năm 2020, chúng ta hãy tri ân những người Việt Nam đã không quên công sức, đã bỏ rất nhiều xương máu tâm huyết để bảo vệ, để vận động Quốc hội Hoa Kỳ, dân biểu nghị sĩ Hoa Kỳ, chính quyền Hoa Kỳ vinh danh lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa, mặc dù nó không còn tung bay ở tại Dinh Độc Lập của miền Nam Việt Nam, nhưng mà ngày nào lá cờ vàng vẫn còn tung bay ở tại các thành phố, ở tại các thị trưởng, ở tại các city, ở tại 50 tiểu bang Hoa Kỳ, thì ngày đó Việt Nam Cộng Hòa không mất. Và đó là cái biểu tượng để tập hợp lực lượng người Việt quốc gia chân chính, người Việt quốc gia tị nạn cộng sản có mặt ở khắp nơi để mà thành một khối, để mà chiến đấu bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa, lấy lại quê hương. Năm nay năm thứ 45, chúng ta phải đứng dưới lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa. Còn ai không đứng dưới lá cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta biết họ là ai. Chúng ta biết họ là bạn, là thù, là giặc, là diệt gian. Cho nên chúng ta rất dễ nhận diện, kể cả những tù nhân lương tâm ngày đầu tiên đến Hoa Kỳ mà họ không chịu đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đó thì họ là ai. Chúng ta khỏi có cần chờ đợi lâu dài. Và tất cả những cái hội đoàn, những cái mặt trận, những cái chính phủ nào mà không đứng dưới lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta biết họ là ai. Và bất cứ người dân nào nói tôi là cái người đi tị nạn cộng sản, nhưng mà tôi không thích đứng chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, tôi không muốn đứng dưới lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, thì họ là ai? Quý vị khỏi cần để mà tìm hiểu lâu dài. Đó là cái nhìn thực tế nhất của tỳ kheo Thích Thông Lai. Năm nay chúng ta phải tập hợp tất cả người Việt quốc gia dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, tri ân những người đã bảo vệ để cho lá cờ vàng được tiếp tục tung bay kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho tới năm nay là 45 năm. Chính sách của Hoa Kỳ đã thay đổi. Tổng thống Hoa Kỳ đang có chủ trương để mà triệt hạ Tàu Cộng. Và hiện tại chúng ta không có thời gian nào tốt hơn thời gian này. Chúng ta phải lợi dụng, chúng ta phải dồn phiếu, chúng ta phải đứng sau lưng của Tổng thống Hoa Kỳ. Chúng ta phải tập hợp người Việt, người Việt chân chánh, người Việt yêu nước, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những chiến sĩ HO, những người tù cải tạo chưa có đầu hàng, chưa giải ngũ, chúng ta đều đứng dưới lá cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa. Những sư quốc gia đều đứng dưới lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, còn sư quốc danh chắc chắn là nó không đứng dưới lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta cũng vậy, chúng ta phải dùng lá cờ Việt Nam Cộng Hòa để mà đánh giá bạn và thù, diệt gian hay là vì đồng bào yêu nước. Hôm nay chúng ta phải tri ân những người từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, mặc dù đến Hoa Kỳ rồi, có rất nhiều người họ được định cư nhờ lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa, nhưng họ đã quay lưng, họ đã làm diệt gian, họ đã vô cảm với dân tộc. Vì có những hạng người này cho nên giờ này đồng bào trong nước còn bị đỏ đài. Vì có những hạng người không chịu đứng dưới lá cờ Việt Nam Cộng Hòa cho nên giờ này lá cờ máu của Cộng sản vẫn còn đàn áp 95 triệu đồng bào trong nước. Cho nên chúng ta phải đứng dưới lá cờ vàng để mà đoàn kết tạo sức mạnh. Đứng dưới lá cờ vàng rồi còn phải đứng sau lưng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump của Đảng Cộng Hòa để mà lợi dụng, để mà nương vào cái sức mạnh của Hoa Kỳ, chính sách của Hoa Kỳ với tòa bạch ốc của Donald Trump để chúng ta tiêu diệt Tàu Cộng và tiêu diệt Dầu Cộng. Chúng ta đã góp phần tiêu diệt Cộng sản Việt Nam. Hôm nay tình hình thế giới đang biến động. Kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2020,
Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un đã họp Đảng Cộng sản, tức là Đảng Lao động Bắc Hàn, và qua tới ngày 12 tháng 4, coi như Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un loại bỏ hai phó chủ tịch của Đảng Lao động và một số tướng lãnh thân tàu. Và khi mà ngày 13 ông đi thị sát tất cả các căn cứ không quân, tới ngày 14 của tháng 4 thì ông không có xuất hiện. Tới ngày 15 tháng 4, ngày sinh nhật của ông nội ông là Kim Nhật Thành, coi như kể từ đó tới nay, coi như Chủ tịch Bắc Hàn không xuất hiện. Và có nhiều nguồn tin, tất cả cơ sở truyền thông đều lấy các nguồn tin từ Tàu Cộng, nói rằng Chủ tịch Bắc Hàn bị bại não, bị đột quỵ và có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng tôi là cái người duy nhất, tôi tuyên bố là trong ngày 14 tháng 4 là Chủ tịch Bắc Hàn không có gì hết. Ông vẫn điều hành đất nước tốt, và những ngày gần đây, chính quyền Nam Hàn đã có những văn thư xác nhận tình trạng sức khỏe của Tổng thống Bắc Hàn, Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un vẫn đầy đủ. Và mới đây ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong một cuộc họp báo, ông đã nói: "Tôi biết rõ tình trạng sức khỏe cũng như Chủ tịch Bắc Hàn đang ở đâu, tôi biết rất rõ, nhưng tôi không thể nói trong lúc này và tôi sẽ công bố trong một ngày không xa." Như vậy, tức là ông đã nắm rõ Kim Jong Un như thế nào, cho nên ông mới nói một cách rất là tự tin trong một cuộc trả lời báo chí ngày hôm qua. Theo các tin mà bạn bè của tôi tại Hoa Kỳ cho biết, là trung đoàn chiến xa 78 của Tàu Cộng, gồm có 127 chiến xa loại mới nhất, đang có mặt ở tại phía Bắc, ở tại biên giới của Trung Quốc và Bắc Hàn. Tức là trung đoàn 78 có 127 chiến xa loại mới nhất đang áp sát biên giới Bắc Hàn. Và theo các vệ tinh tình báo Hoa Kỳ là có mấy trăm ngàn lính Tàu Cộng đang di chuyển khắp nơi về cái biên giới Bắc Hàn. Nhưng mà hiện tại có nhiều người hỏi tại sao không thấy quân đội Bắc Hàn di chuyển quân đội lên để mà chuẩn bị nghênh chiến. Tôi hỏi người bạn Hoa Kỳ thì người ta nói rằng kể từ khi Kim Jong Un, Chủ tịch Bắc Hàn ra lệnh đóng cửa biên giới, ra lệnh bắn bỏ bất cứ người Trung Cộng nào vượt tuyến để mà trị nạn Corona Vũ Hán ở Bắc Hàn thì đều bị bắn, và lúc đó Kim Jong Un đã điều động mấy chục sư đoàn có mặt ở tại phòng tuyến của lãnh thổ Bắc Hàn. Cho nên Kim Jong Un bây giờ không cần phải điều động quân đội nữa, mà đã điều động quân đội cách đây 3 tháng khi mà tuyên bố đóng cửa với Bắc Hàn, với Trung Cộng. Và ông hiện tại cho tăng cường những vũ khí hỏa tiễn phòng không, những máy bay để mà đưa ra ở sát biên giới chuẩn bị nghênh chiến với Tàu Cộng. Cách đây 3 tháng tôi có một bài nói chuyện, là lúc đó chưa có ai nói là Trung Quốc chọn chiến trường Bắc Hàn, mà do bạn bè của tôi sống tại Hoa Kỳ họ cho biết là chiến trường Bắc Hàn sẽ là một chiến trường Tàu Cộng chọn để mà tạo đoàn kết, để mà tạo cho các tướng lãnh trong nước không có nổi loạn đảo chánh. Và bây giờ quý vị thấy rõ, chiến trường Bắc Hàn đang sôi động và chiến tranh có thể xảy ra bất cứ giá nào. Và dưới cái đà người Mỹ, số người chết gần đến 60.000, số lượng người Hoa Kỳ chết trong cuộc chiến Việt Nam bây giờ đã ngang ngửa với số lượng người Hoa Kỳ chết vì bệnh dịch Corona Vũ Hán. Và với sự thương yêu, với sự quý trọng mạng sống của nhân dân Hoa Kỳ, thì tôi nghĩ Tổng thống Hoa Kỳ sẽ có một cái đòn rất mạnh. Và trong ngày hôm qua, ông có trả lời báo chí là Tàu Cộng chuẩn bị đi sẽ đón nhận những cái sự trả đũa rất là ngoạn mục của phía Hoa Kỳ, ông đã nhấn mạnh. Và hiện tại quý vị thấy có những cái báo, những cái đài truyền thông đã đăng đi ngày hôm qua, một số chiến hạm Hoa Kỳ đi vào khu vực Biển Đông và bị cái Tàu Cộng, một sĩ quan cấp tá của Tàu Cộng tuyên bố là đã đuổi tàu Mỹ đi ra khỏi khu vực Biển Đông. Đó là tuyên báo láo khoét của bọn Cộng sản. Theo luật hàng hải, ở trời ngoài hải phận quốc tế, từ bờ biển Việt Nam đi ra trên 200 hải lý, tức là 201 hải lý,
tất cả các cái lực lượng hải quân của thế giới đều được di chuyển trong khu vực hải phận quốc tế, và tàu chiến Hoa Kỳ đi làm cái chuyện trên cái hải trình ở Biển Đông, khu vực Hoàng Sa Trường Sa ở hải phận quốc tế là cái việc bình thường. Tại sao? Có ngon thì bắn đi. Hoa Kỳ chỉ chờ một phát súng là coi sẽ trừng phạt tàu cộng ngay. Và với cái nhìn của tôi, tàu cộng không còn con đường nào để lựa chọn. Tàu cộng chỉ còn con đường duy nhất là phát động chiến tranh để mà giải tỏa áp sức, giải tỏa áp lực đảo chánh. Thứ nhất, Tập Cận Bình không còn con đường nào hết. Tập Cận Bình thứ nhất sẽ bị lật đổ để tất cả những việc làm sai trái mà tàu cộng đang làm đối với thế giới đều đổ đầu trên cái đầu của Tập Cận Bình. Cho nên một là sẽ bị đảo chánh, hai là phải đánh. Đánh ở Mã Lai thì bây giờ quý vị thấy cái đoàn chiến hạm Liêu Ninh theo cái tin tình báo và vệ tinh đã báo thì hiện giờ chiến hạm đoàn tàu đem xuống hăm dọa Malaysia đã nhục nhã rút trở về khu vực ở biển Nhật Bản để chuẩn bị có chiến tranh ở Đài Loan và chiến tranh ở tại Bắc Hàn. Tại sao tôi dám nói là khi có chiến tranh ở Bắc Hàn thì Đài Loan bắt buộc phải đánh Trung Quốc? Tại vì Đài Loan đã từng tuyên bố ngày nào mà tàu cộng tập trung lực lượng quân đội để mà đe dọa tới an ninh lãnh thổ của Đài Loan, Đài Loan sẽ có thể là khai quả trước. Vì Đài Loan không để cho tàu cộng đánh trước, tất cả các quả tiễn liên lục địa, tất cả các mục tiêu mà tàu cộng chuyển hướng được vệ tinh tình báo Hoa Kỳ xác nhận là những cái quả tiễn này nó đang định hướng định vị ở nước nào, nó chỉ sang Bắc Hàn hay nó chỉ sang Đài Loan, các vệ tinh tình báo Hoa Kỳ đều báo cho bà Thái Anh Văn biết. Và vì lý do đó mà quý vị thấy rõ, khi mà tàu cộng đưa cái trung đoàn chiến xa 78, 127 chiến xa áp sát lãnh thổ Bắc Hàn và đưa 300.000 quân để tiến lên để mà dàn trận sắp sửa chiến tranh với Bắc Hàn, thì Đài Loan cũng vậy. Trận chiến mà khai hỏa tại Bắc Hàn thì trận chiến nó sẽ kéo lây cả Đài Loan. Mà khi Đài Loan đánh, không phải chỉ đánh ở eo biển Đài Loan, mà các quả tiễn Đài Loan sẽ bay vào hàng ngàn mục tiêu ở trong Trung Hoa lục địa. Cho nên cuộc chiến ở Biển Đông mà tôi dự đoán là tàu cộng không dám làm, vì sự điều hành đất nước quá khôn ngoan của Thủ tướng Malaysia. Ông tuyên bố ông sẵn sàng đưa hết lực lượng hải quân để bảo vệ tổ quốc. Mặc dù lực lượng hải quân của ông không mạnh bằng tàu cộng, nhưng ông cũng gửi công hàm cho Liên Hiệp Quốc. Ông sẵn sàng ngồi đàm phán với Bắc Kinh để giải quyết tranh chấp biển đảo. Mà người ta đã nói như vậy mà Bắc Kinh vẫn đánh, Tập Cận Bình vẫn đánh thì mất chính nghĩa. Cho nên một tuần lễ ở dưới không thể ở lâu hơn. Và cái đoàn tàu Liêu Ninh, hàng không mẫu hạm và 6 tuần dương hạm, hộ tống hạm của tàu cộng phải rút về ở trên khu vực biển Nhật Bản để mà tiếp tế nhiên liệu, để mà chuẩn bị, để mà trận chiến xảy ra với Bắc Hàn. Và đi ngang Philippines thì cũng không dám làm gì, vì có các cái chiến hạm của Hoa Kỳ đang có mặt ở vùng Biển Đông. Và bây giờ này tình hình chiến sự có thể xảy ra ở tại Bắc Hàn. Và Bắc Hàn thì có vũ khí nguyên tử, mà vũ khí nguyên tử mà bắn vào Đài Loan thì sẽ bị ăn bom ngay của vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn. Bây giờ không còn bắn Đài Loan, không còn bắn vào Nhật Bản, không còn bắn vào Nam Hàn, mà các cái vũ khí nguyên tử của Kim Jong Un đã chuyển mục tiêu là bắn sang lãnh thổ của tàu cộng. Và theo một số nguồn tin tình báo, tôi tạm không nói tên, người ta cho biết là chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un không ở tại khu giải trí mà ông ở dưới những hầm trú ẩn bunker. Bunker là một hầm trú ẩn xây dựng của Bắc Hàn để mà ngừa khi có chiến tranh nguyên tử thì lãnh tụ Bắc Hàn sẽ ở dưới lòng đất rất là sâu, và dù có chiến tranh nguyên tử thì cái hầm bunker này vẫn bảo vệ cho chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un an toàn để mà điều hành đất nước. Cho nên một lần nữa, chủ tịch Bắc Hàn không ở khu giải trí, không ở khu nghỉ dưỡng như các nhà báo của Nam Hàn hay là Bộ Ngoại giao của Nam Hàn thông báo,
mà ông đang ở dưới các băng cơ, tức là hầm trú ẩn đặc biệt, có thể tránh được sự tàn phá của bom nguyên tử. Cho nên một lần nữa, chiến tranh sắp xảy ra, Tàu Cộng sắp sụp đổ, Việt Cộng sắp chết, và cái lực lượng 4 triệu người Việt ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta phải đứng dưới lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta phải đoàn kết dưới lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa. Vì chúng ta làm như vậy, chúng ta mới loại bỏ hết những thành phần ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Chúng ta mới loại bỏ hết những thành phần tù nhân chính trị nào đến Hoa Kỳ nhưng không chịu công nhận lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, không chịu vinh danh lá cờ Việt Nam Cộng Hòa và không chịu chào cờ Việt Nam Cộng Hòa. Và cũng làm như vậy, chúng ta mới loại bỏ tất cả những người mà tị nạn cộng sản mà không chịu đứng dưới lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa. Vậy họ qua đây họ là ai? Chúng ta có câu trả lời liền, không cần phải tìm hiểu, không cần phải mà bỏ thời gian. Cho nên tóm lại, ngày 30 tháng 4 năm 2020, 45 năm kỷ niệm ngày thảm họa của dân tộc, 45 năm ngày đau thương của dân tộc, chúng ta năm nay dù quá trễ nhưng mà phải dành một chút thời gian để tri ân những người quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã liên tiếp đấu tranh từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho tới bây giờ để lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa vẫn tiếp tục tung bay ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Ngày nào lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa còn được công nhận bởi Hoa Kỳ, bởi 50 tiểu bang Hoa Kỳ, được vinh danh bởi các thành phố Hoa Kỳ, thì ngày đó Việt Nam Cộng Hòa không mất. Và với cái tinh thần của lá cờ vàng này và sự tập hợp của những người Việt quốc gia một khối đoàn kết đứng dưới lá cờ vàng này sẽ là sức mạnh, là sẽ biến biển sức mạnh thành hành động để mà đứng sau lưng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, để mà ủng hộ ông, để mà ông điều hành đất nước Hoa Kỳ, giải thể chế độ Tàu Cộng, để mà Việt Nam chúng ta được tự do dân chủ. Trân trọng kính chào quý vị. Và ngày 30 tháng 4 năm 2020 là cái ngày vinh danh những người Việt quốc gia đã ngày đêm mệt mỏi tranh đấu từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 để cho ngày hôm nay lá cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục tung bay ở trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, ở trên các thành phố, ở Âu Châu, ở Úc Châu. Đó là biểu tượng đoàn kết, biểu tượng tập hợp sức mạnh của Việt Nam Cộng Hòa, để một ngày không xa đồng bào chúng ta sẽ có mặt ở tại Liên Hiệp Quốc và Việt Nam Cộng Hòa sẽ lấy lại những gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã cướp bằng cách vi phạm Hiệp định Ba Lê ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Một lần nữa, chúng ta không quên thắp nến tưởng niệm các tướng Phạm Văn Phú, tướng Nguyễn Phan Nam, tướng Trần Văn Hai, tướng Lê Văn Hưng, tướng Lê Quang Vĩ, đại tá Hồ Ngọc Cẩn, trung tá cảnh sát Nguyễn Văn Long, 74 tử sĩ hoàng gia, hàng trăm ngàn quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam, và hàng trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình trên biển Đông. Và chúng ta không quên các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã còn kẹt lại trong quê nhà. Chúng ta phải làm cái gì đó để mà cứu họ, để cứu cho 95 triệu đồng bào đang ngày đêm trong ngóng. Ngày đêm trong ngóng người Việt quốc gia ở hải ngoại, ở Hoa Kỳ, ở Úc Châu, ở Âu Châu, hãy tập hợp lại đứng dưới lá cờ Việt Nam Cộng Hòa để phân định chiến tuyến, để nhận diện kẻ thù. Hồi trước, Đệ nhất Cộng Hòa, Tổng thống Ngô Đình Diệm và Cố vấn Ngô Đình Nhu có chương trình ấp chiến lược. Nhờ chương trình ấp chiến lược này cho nên tất cả những bọn nằm vùng, những bọn Việt gian đều bại lộ mặt và bị tiêu diệt. Và giờ này ở tại đất nước Hoa Kỳ, 45 năm qua, chúng ta sử dụng lá cờ Việt Nam Cộng Hòa để mà đó như một ấp chiến lược, như là một phòng tuyến để mà chúng ta nhận diện kẻ thù. Đó là một cái phòng tuyến để chúng ta đoàn kết người Việt quốc gia hải ngoại, những quân đội Việt Nam Cộng Hòa, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, cảnh sát quốc gia, những người nào mà vẫn còn trái tim Việt Nam, vẫn còn lương tâm Việt Nam, và những người này không bỏ rơi dân tộc Việt Nam, thì xin hãy đoàn kết
đứng dưới lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa. Hãy tri ân những người đã đấu tranh để ngày nay lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa được tung bay ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, tung bay ở tại Úc Châu và tung bay ở tại các quốc gia Âu Châu. Một lần nữa, tất cả người Việt mà biết ơn, mang ơn thì hãy mang ơn những người đã dẫn động, những người đã tiếp tục bảo vệ để cho lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa là biểu tượng của người Việt quốc gia, là biểu tượng để mà nói chuyện tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Và chính giờ này bọn Cộng sản cũng phải mượn tiếng của Việt Nam Cộng Hòa để mà xóa đi cái công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng. Cho nên chúng ta là ai? Chúng ta tị nạn vì ai? Chúng ta qua đây mà chúng ta lại không đứng dưới lá cờ Việt Nam Cộng Hòa thì không ngoài cái chuyện chúng ta là Cộng sản nằm vùng, chúng ta là tình báo Hoa Nam, chúng ta là tình báo Việt Cộng. Còn người Việt quốc gia chân chính, sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, cảnh sát quốc gia mà chân chính chưa bỏ ngủ thì những người đó phải tiếp tục đứng dưới lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Từ khi mặt trận Hoàng Cơ Minh thất bại và có nhiều tổ chức vẫn tiếp tục thành lập để chiến đấu, và các chính phủ đang có mặt tại Hoa Kỳ, tất cả chính phủ này cũng đều đứng dưới lá cờ Việt Nam Cộng Hòa để mà tạo sức mạnh, để mà chúng ta bây giờ có nhiều chính phủ, chúng ta có nhiều hội đoàn, chúng ta có nhiều cái đường lối đấu tranh. Nhưng mà làm cách nào để chúng ta đoàn kết thành một khối? Chỉ có một cái mẫu số chung là tất cả các hội đoàn, tất cả các chính phủ, tất cả các diễn đàn đều có một cái mẫu số chung là chúng ta chiến đấu và chúng ta đứng dưới lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Không có một chính phủ nào mà có thể sống còn, có thể lừa gạt đồng bào mà trưng lá cờ máu lên để mà chiến đấu cho đồng bào Việt Nam. Chỉ có lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa mới nói lên sự đoàn kết của người Việt quốc gia. Chỉ có lá cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa mới vạch mặt kẻ thù. Lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa của năm 2020 này, ngày 30 tháng 4 này, 45 năm qua, hiện giờ chúng ta phải sử dụng lá cờ vàng là một cái phòng tuyến, là một cái áp chiến lược để nhận diện kẻ thù, để chúng ta tập hợp sức mạnh của người Việt quốc gia để mà đứng sau lưng Tổng thống Hoa Kỳ để mà giải thể chế độ Cộng sản. Quý vị tìm coi, tôi suy nghĩ nát nước, tôi không ngủ cả đêm qua, không làm thế nào để đoàn kết cái lực lượng người Việt quốc gia ở hải ngoại, vì nó khác đường lối, nó khác cái đường lối để mà chống cộng. Nhưng mà chúng ta có một cái chung, đó là việc chúng ta đứng dưới lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa. Chính phủ Việt Nam Tự Do cũng đứng dưới lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa. Chính phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa cũng đứng dưới lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả cái chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa cũng đứng dưới lá cờ vàng. Cho nên tôi thấy cái đó là cái có thể đoàn kết, có thể tập hợp lại. Và tôi thấy tất cả các diễn đàn nào, tất cả các buổi lễ nào tưởng niệm ngày 30 tháng 4, chúng ta đều có chào cờ Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên tôi thấy cái đó là cái mà người Việt chúng ta có thể đứng dưới chung, vì chúng ta không ai chê trách lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa, mà chỉ có bọn Cộng sản, bọn Việt Giang và bọn nằm vùng của Việt Cộng ở tại Hoa Kỳ, cái bọn ăn cơm quốc gia thừa ma Cộng sản, nó mới chê trách lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa. Còn tôi không tìm thấy tất cả cái chính phủ nào mà có mặt ở Hoa Kỳ mà chê lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa, mà chống lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả, quý vị thấy các thủ tướng của các chính phủ Việt Nam Tự Do, thủ tướng của chính phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa, thủ tướng của ông Đào Minh Quân, tổng thống Đào Minh Quân cũng đứng dưới lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả các diễn đàn cũng đều đứng dưới lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả các hội ái hữu không quân, hải quân, biệt động quân, nhảy dù, thủy quân lục chiến, hội Đà Lạt, hội Thủ Đức, hội trường thiếu sinh quân cũng đều đứng dưới lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa. Hội cảnh sát quốc gia cũng đều đứng dưới lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa. Học viện quốc gia hành chánh cũng đứng dưới lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên năm nay ngày 30 tháng 4 là ngày tri ân tưởng nhớ những người đã dựng được lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa tại 50 tiểu bang Hoa Kỳ, tại Úc Châu, tại Âu Châu. Và đó là cái điểm duy nhất để chúng ta có thể tập hợp tất cả các tổ chức chống cộng
của người Việt quốc gia hải ngoại để loại bỏ Việt Giang, Việt Cộng, Tình báo Hoa Nam ra khỏi những thành phần mà người quốc gia chân chính. Trân trọng kính chào quý vị và nên nhớ rằng chúng ta có một cái mẫu số chung là đứng dưới lá cờ Việt Nam Cộng Hòa để mà giải thể chế độ Cộng sản. Không có một tổ chức nào mà không dựa vào lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, và trong các cuộc gây quỹ cũng không có một cái tổ chức gây quỹ nào mà không đứng dưới lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Và kể cả những ngôi chùa, mặc dù chùa của Cộng sản, nó cũng phải treo lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa, nó mới sống còn, phải không quý vị? Quý vị tìm cho tôi một cái điểm nào không có ai mà chê trách lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa, vì lá cờ vàng này nó đã bay ở tại ngoài cái Bắc Bộ Phủ thời coi như là ông Hoàng Bảo Đại đọc diễn văn độc lập, phải không? À, năm 1950 mấy ông đọc độc lập, à, ông Hoàng Bảo Đại cũng đã đọc cái lá cờ, đứng dưới lá cờ vàng này, rồi Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng đứng dưới lá cờ này khi ngài về chấp chính, rồi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đệ nhị Cộng Hòa, khi mà ông được đắc cử, ông cũng đứng dưới lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa để mà tuyên thệ trước quốc dân. Và lực lượng Hoàng Cơ Minh thập niên 80 cũng đứng dưới lá cờ vàng, ha? Rồi chính phủ Đào Minh Quân cũng đứng dưới lá cờ vàng, chính phủ Nguyễn Hữu Chánh cũng đứng dưới lá cờ vàng, chính phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa cũng đứng dưới lá cờ vàng. Và các hội đoàn không quân, các hội đoàn hải quân, các hội đoàn nhảy dù, các hội đoàn biệt động quân, các hội đoàn thiếu quân lục chiến, các cụ tù nhân chính trị, các hội Đà Lạt, các hội Thủ Đức, các hội biệt động quân, tất cả đều đứng dưới lá cờ vàng. Cho nên để mà kết hợp người Việt Nam chúng ta yêu nước, chống cộng, và chúng ta phải đứng dưới lá cờ vàng năm 2020 ngày 30 tháng 4, phải không quý vị? Trân trọng kính chào. Và chúng ta đừng quên tướng Lê Minh Đảo đã ra đi, người hùng của An Lộc. Và chúng ta không có tướng Lê Minh Đảo đánh ở trận chiến cuối cùng thì làm gì có 150.000 lính, làm gì có 150.000 người Việt đầu tiên chạy thoát được ra tới hàng không mẫu hạm, lên tới Phú Quốc, ra tới Côn Sơn để đến Hoa Kỳ. Và chúng ta đừng quên mấy triệu người Việt Nam đã nằm xuống trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam. Trân trọng kính chào quý vị. Và quý vị ơi, gửi cái thông điệp ngày 30 tháng 4 năm 2020 của Tỳ Kheo Thích Thông Lai đến tất cả các mọi người: chúng ta là những người Việt tị nạn Cộng sản, chúng ta là những người lính của Việt Nam Cộng Hòa chưa giải ngũ, chúng ta là những người lính chưa đầu hàng, chúng ta vẫn sinh hoạt dưới lá cờ vàng, thì chúng ta hãy đoàn kết lại dưới lá cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa để tạo sức mạnh đứng sau chính phủ Hoa Kỳ, đứng dưới sự điều hành của Tổng thống Hoa Kỳ, đứng sau lưng Tổng thống Donald Trump để mà tiêu diệt Tàu Cộng, để mà lật đổ Việt Cộng, để đem tự do, hạnh phúc, ấm no, dân chủ, nhân quyền cho 95 triệu đồng bào Việt Nam. Trân trọng kính chào quý vị. Đây là thông điệp ngày 30 tháng 4 của Tỳ Kheo Thích Thông Lai gửi toàn thể đồng bào ở trong nước cũng như đồng bào Việt Nam ở hải ngoại. Trân trọng kính chào, đoàn kết dưới lá cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa để mà bảo vệ quê hương.